Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thể Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa rồi, rất nhiều các người cha, người mẹ, các ông bố và mẹ bà mẹ ở tất cả các tỉnh về đây cầu cứu nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thể Bình Dương ở đây đăng thông tin tìm con, tìm vợ, tìm chồng. Ở đây tiếp tục một người chồng, một người cha ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thể Bình Dương để đăng tải thông tin để tìm người con gái của mình. Trong thời điểm hiện nay thì phải nói là rất nhiều các bé gái sập bẫy ở tất cả các tỉnh rất xa. Có ngày thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thể mình tìm được 2-3 trường hợp, nhưng có ngày thì không tìm trường hợp nào. Nhưng mà đặc biệt là một ngày rất nhiều người báo tin là các con gái bị mất tích, đa số là bị một số thanh thiếu niên dụ dỗ. Đặc biệt mới đây nhất thì có một trường hợp là một chị gái về đây cầu cứu nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thể Dương đăng tải thông tin để tìm con gái 13 tuổi. Hay nhưng mà đến khi các anh em đây phát hiện ra thì đang quen biết với một người đàn ông khác năm nay 31 tuổi đã từng có vợ có con. Thì các anh em đây cũng đã tư vấn để nhờ các cơ quan công an để có các hướng để xử lý giải quyết một cách tốt đẹp nhất, bởi vụ việc nó chắc chắn là rất nghiêm trọng. Câu chuyện như nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép xin chào anh có thể anh giới thiệu là anh họ tên là gì và hiện nay mình đang sinh sống tại đâu anh? Dạ, em là Võ Tấn Bình, đang ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dạ, hôm nay anh về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thể Bình Dương đăng thông tin tìm con gái. Dạ. Con gái anh họ tên là gì? Võ Thị Mỹ Hậu. Dạ, năm nay bao nhiêu tuổi anh? Sinh ngày 5 tháng 8 năm 2006. Ngày 5 tháng 8 2006. Dạ. Năm nay 16 tuổi, hơn 16 tuổi. Con anh bỏ đi lâu chưa? Dạ, đi ngày 29 tháng 1 năm 2003. 29 tháng 1 2023. Vậy là con anh đi thì tại sao mà bỏ đi anh có biết không? Lý do là nó quen bạn bè đâu trên mạng. Quen bạn bè trên mạng. Anh có biết là quen bạn trai bạn gái không? Dạ, cái như là nghe nó cũng đi làm rồi kéo nhau đi, nhưng mà cũng có cái tôi chỉ biết là cái anh kia có quen người là đủ đi. Dạ. Là con trai. Dạ, con trai. Khoảng bao nhiêu tuổi anh? Dạ, thì biết trên Facebook là 204. 204 là lớn hơn 2 tuổi. Dạ. Hiện nay thì anh có tí thông tin hay manh mối nào là con anh đang sinh sống tại đâu với người đàn ông đó, với người thanh niên đó không? Dạ không. Không, hoàn toàn là mất liên lạc. Vâng. Dạ. Trước khi con anh đi là có tìm cho gia đình là con anh đi đâu không? Không, trốn đi anh. Trốn đi. Rồi bên thanh niên đó là biểu là làm giấy tờ đi, căn cước chập rồi, rồi trả lại căn cước trong tin nhắn bên Messenger coi. Là chụp thôi. Chụp không cần đem giấy đi. Vâng. Dạ. Và bỏ đi. Đi ban ngày hay ban đêm anh? Đi có 11 rưỡi ngày đêm. 29 đêm và 11 rưỡi trưa. Ban ngày ha. Vâng. Dạ. Trước khi con anh đi là còn cầm theo tài sản gì không? Thì hôm nay thì lục ra thì cầm được mấy bộ đồ với lắc nhẫn, nói chung là vàng với tiền nó là cỡ 15-16 triệu. Nói chung là tiền là vàng, tài sản là khoảng hơn chục triệu. Vâng. Dạ. Xin phép anh có thể chia sẻ là anh được mấy người con không? Tôi là 2 người. Bé này là thứ mấy? Bé này thứ đầu. Dạ. Rồi còn một đứa trai nữa là học lớp 4. Dạ. Bé này là trước khi thời điểm mất tích nhà còn đi học không anh? Là nghỉ hồi năm, nghỉ 2 năm rồi, nghỉ vào lớp 10 đã nghỉ. Trước đây con gái đã từng bỏ nhà đi hay đã quen biết một thanh niên nào khác chưa anh? Như bên ngoài thì tôi không biết, nhưng mà thực tế là chưa có thanh niên nào tới nhà hết. Cũng chưa bao giờ bỏ đi. Có nghĩa là gia đình không có biết cái chuyện mà có yêu hay không hay có quen hay không? Vâng. Dạ, mà cũng ai chưa ai tới nhà. Vâng. Nhưng lần này thì bé đã bỏ, quyết định là trốn nhà đi. Vâng. Gia đình mình có la dày gì không mà bé bỏ đi như vậy? Có, tôi có la dày. Tại vì bé là cũng như là cái tuổi bị thành niên, là tôi cũng đôi khi cũng la dày đi chơi về khuya. Tôi cũng có la dày. Dạ. Cụ thể là mình có cái gì mà để cho bé nghiêm trọng không? Xúc phạm bé nghiêm trọng không mà bé? Cũng không có gì, cũng la dày bình thường thôi. Dạ. Như cha dạy con cũng bình thường. Dạ. Vậy là bé bỏ đi. Đến giờ phút này là anh có tí bé có liên hệ về cho gia đình không, có nhắn tin? Bây giờ là bé trước đi là bỏ máy ở nhà và đồ đi chứ còn cũng không có cầm máy theo. Không, hiện nay không nhắn tin về cho gia đình. Vâng. Dạ. Mới đây thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thể Bình Dương đã tìm ra một cái thông tin một bé gái năm nay cũng 14 tuổi, quê ở mãi không nhầm là Bình Định hay Phú Yên gì đó, ở Phú Yên đi không hiểu lý do nào đó mà bé trốn nhà đi, vô trong này, mà vô trong này thì các anh em tìm hiểu ra thì bé đang ở Bình Dương mà sống chung bầy đàn với một số các thanh thiếu niên khác. Thì các anh em này đã liên hệ cho gia đình và tìm cách để đưa bé quay trở về quê hương để tiếp tục con được học hành. Và đặc biệt là con anh tôi đời rất nhỏ này mà bây giờ đang dính vào yêu đương, nếu như gặp thanh niên nào đó mà tử tế thì có thể là nó không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nhưng nếu không may mắn mà gặp phải những thanh niên những thành viên xấu của xã hội thì chúng yêu đương, thì chúng lợi dụng ở một phần thể xác, còn sau đó thì chúng sẽ tìm cách chúng bán hoặc chúng nói chung là chúng lợi dụng bằng nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau. Bởi vì xã hội hiện nay mà
càng hiện đại thì chúng lại càng nhiều cái hình thức rất tinh vi, rất khó phát hiện để có thể che mắt ra mọi người. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ cho con anh, để có hy vọng là con anh xem được cái video đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương, các anh em đăng thông tin lên để con anh sớm phản hồi cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương. Dạ. Con ơi về đi, còn nếu mà con muốn lỗi lầm gì đó thì cha mẹ sẽ bỏ qua, còn nếu yêu đương với một ai đó, nếu mà xác định tới thì ta sẽ cho bước tới. Chứ đừng có đi như thế này rồi còn ba mẹ lo. Đi này phải nói gia đình họ đang vô cùng hoang mang, họ chưa biết là sức khỏe tính mạng ra sao và có an toàn hay không, đúng không ạ? Bởi trong thời gian vừa qua thì chắc chắn là bé tuổi đời rất nhỏ thì đang phải nhờ sự giúp đỡ chăm sóc của gia đình, của cha mẹ. Đến giờ phút này thì bé hơi gần như là phải tự lập 100% rồi, đúng không ạ? Chính vì lý do như vậy nên nhiều cái bây giờ bé chưa có va chạm vào ngoài đời, ngoài xã hội, gặp rất nhiều vô vàn khó khăn trước mắt, kể cả về kinh tế, vì nhiều mặt ngoài xã hội nữa, đúng không ạ? Anh có điều nào anh muốn chia sẻ để hy vọng thanh niên đó buông tha con anh đi, hoặc thanh niên đó có điều gì đó cần có thể liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương hoặc liên hệ cho gia đình để có hướng giải quyết. Em cũng nói là cái thanh niên đó thì nếu mà đã yêu thương thì tình với nhau á thì cứ đến với nhau thì gia đình chấp nhận hết, chứ đừng có làm kiểu này là không được. Thanh niên đó là quê gốc ở đâu anh biết không? Trong Facebook là ở Nha Trang. Mà họ tên là gì anh? Nguyễn Ngọc Hậu. Nguyễn Ngọc Hậu, năm nay khoảng nhiêu tuổi anh biết không? Trong Facebook là đỡ 204. 204, là cũng có một chút manh mối. Hy vọng là Nguyễn Ngọc Hậu xem được video này, thì hy vọng là nếu như thực sự một quen, một thương yêu, bạn bè nam nữ thì có thể phải liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương hoặc báo tin cho gia đình để gia đình biết hướng, tránh tình trạng phải hoang mang và đi tìm kiếm như này trong sự vô vọng. Anh có điều nào anh muốn nhờ các cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng để hy vọng là chia sẻ nhiều hơn, lan tỏa nhiều hơn để giúp anh, để anh có sớm có cái hy vọng để anh tìm được người con của anh. Em cũng mong muốn là cộng đồng mạng, mọi người ai có gặp được với đội hiệp sĩ, nếu mà gặp được thì cũng là khuyên cho bé nó về hay là như thế nào đó, thì em rất cảm ơn. Rồi nói chung là trong thời gian này thì từ đầu năm mới đến giờ phút này, đội hiệp sĩ như này Bình Dương thì vẫn là làm việc liên tục, hoạt động liên tục luôn. Bởi vì rất nhiều các cô chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về đây cầu cứu, báo tin nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đăng thông tin để tìm người thân, đặc biệt là tìm các bé gái tuổi đời rất nhỏ, và một số trường hợp khác là tìm trộm cắp, nhưng đa số lớn, phần lớn là tìm một số các chị em phụ nữ bỏ chồng bỏ con đi theo với nhân tình. Và đặc biệt là có hai trường hợp mới đây là đem theo rất nhiều tài sản của gia đình, cao chạy xe bay đó. Đến thời điểm này anh em ghi nhận một ngày về là hàng vài chục trường hợp như vậy. Hy vọng là bé gái xem được video này thì hãy mau chóng liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương. Còn nếu mà thanh niên nào hoặc là lừa đảo, chứa chấp, lợi dụng bé gái này thì chắc chắn là tới đây sẽ dính vào phòng pháp luật. Đó. Bé gái này sớm liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương theo số điện thoại là 0913 785858. Các anh em tìm cách giúp bé quay trở về. Có lẽ là video này cũng không có dài, nhưng mà cũng có thể là đủ hiểu cái nội dung, cái câu chuyện mà anh người cha từ miền Trung vô đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương đăng thông tin để tìm con. Em chúc anh cùng với gia đình luôn mạnh khỏe. Hy vọng ít nữa thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương sẽ tìm ra manh mối con anh ở đâu, giúp con anh quay trở về anh nhé. Rồi xin chào anh.